Mến chào các em học sinh lớp 6. Cô xin tự giới thiệu, cô là Vũ Ngọc Huế, giáo viên bộ môn ngữ văn 6, trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận Tân Phú. Hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học, viết ngắn và hướng dẫn đọc mở rộng theo thể loại, văn bản, chiếc lá cuối cùng, thuộc chủ đề bài 6, điểm tựa tinh thần. Các em thân mến, hằng ngày khi tạo lập văn bản bằng hình thức viết, chúng ta phải dùng rất nhiều dấu câu để tạo nên đoạn văn và văn bản hoàn chỉnh, làm cho người đọc, người nghe hiểu đúng dụng ý của người viết. Trong tiết học hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về dấu ngoặc kép và công dụng của chúng. Đồng thời, ta cũng nhận biết được các đặc điểm và chức năng của văn bản và đoạn văn. Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ thực hành viết ngắn để vận dụng tri thức tiếng Việt đã học và đọc mở rộng theo thể loại văn bản chiếc lá cuối cùng. Trước khi đi vào bài học, các em hãy chuẩn bị và lưu ý một số điều sau. Các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa ngữ văn 6 tập 2 hoặc sách điện tử trên trang web hành trang số nhà xuất bản giáo dục.vn, vở bài học, bút, thước và đồ dùng học tập. Các em lưu ý, biểu tượng bàn tay có cây viết là phần bài ghi. Bài học có một số câu hỏi tư duy, tương tác. Các em hãy bấm nút tạm dừng để suy nghĩ, sau đó theo dõi tiếp. Những chỗ các em chưa hiểu, các em bấm quay lại để theo dõi kỹ hơn. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là giúp chúng ta vận dụng kiến thức về dấu ngoặc kép và đoạn văn để viết đoạn văn trong một tình huống giao tiếp thực tế. Nhận biết đặc điểm nhân vật qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ý nghĩ của nhân vật. Đồng thời, bài học cũng giúp chúng ta nhận biết các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm. Chúng ta đi vào phần A lớn, viết ngắn. Các em theo dõi vào sách giáo khoa trang 18. Viết ngắn. Viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ, kể về kỷ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép. Để làm được bài tập này, trước tiên ta cần phải xác định nội dung, yêu cầu của bài tập. Ta tập trung vào các từ khóa, đó là đoạn văn 150 đến 200 chữ, kể, kỷ niệm với một người thân, dấu ngoặc kép. Ở học kỳ 1, các em đã làm quen với việc viết đoạn văn. Trong tiết học hôm trước, ta đã tìm hiểu về đặc điểm và chức năng của đoạn văn. Ta nhớ lại giúp cô dấu hiệu nhận diện một đoạn văn đó là gì? Đoạn văn bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi vào đầu dòng, cuối đoạn có dấu ngắt đoạn. Ta không được tùy tiện xuống dòng vì khi đó bài làm sẽ thành hai đoạn văn trở lên chứ không phải là một đoạn văn nữa. Một đoạn văn sẽ gồm nhiều câu tạo thành, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn, có thể có câu chủ đề hoặc không có câu chủ đề. Chúng ta cũng cần chú ý sử dụng dấu câu phù hợp, tránh việc ngắt ý hay dùng dấu câu chưa hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chuẩn bị, tìm ý và định hướng. Đầu tiên, chúng ta chú ý vào hình thức viết, đó là viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ. Thông thường, các em viết được khoảng 10 đến 12 chữ một dòng. Như vậy, với đề bài yêu cầu chúng ta viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ, đoạn văn cần đạt độ dài từ 15 đến 20 dòng, chiếm khoảng một trang giấy ô ly học sinh và chiếm khoảng nửa trang giấy thi. Tiếp theo, đề bài yêu cầu chúng ta kể lại. Vậy phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn sẽ là tự sự. Ngoài ra, các em có thể kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm để bài viết của mình thêm sinh động và hấp dẫn hơn. Vì đây là đoạn văn tự sự nên giọng điệu sẽ là giọng kể chuyện. Ta sẽ xưng hô ở ngôi thứ nhất trong đoạn văn của mình. Các em có thể xưng hô là em hoặc tôi. Nội dung cần viết là kỷ niệm với người thân. Tiếp sau đó, ta cần chú ý có sử dụng dấu ngoặc kép. Trong tiết học trước, ta đã nhận biết được các công dụng của dấu ngoặc kép,
là dùng để đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường, hay đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san được trích dẫn. Hoặc một công dụng khác, đó là đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. Ở đây ta suy nghĩ về nội dung cần viết và chọn dấu ngoặc kép trong câu cho phù hợp. Nội dung cần viết là kỷ niệm với người thân. Ta có thể chọn kỷ niệm ngày đầu tiên đi học với mẹ và lựa chọn dấu ngoặc kép phù hợp. Ví dụ ở đây, cô lựa chọn dấu ngoặc kép trong từ gia tài để hiểu theo nghĩa đặc biệt. Bước tiếp theo là hướng dẫn viết đoạn văn. Vậy cô có một số gợi ý sau. Đầu tiên, ở phần mở đoạn, ta cần giới thiệu vấn đề sẽ trình bày. Cụ thể là kỷ niệm với người thân. Ta có thể chọn kỷ niệm ngày đầu tiên đi học với mẹ và mở đoạn thế này. Trong cuộc đời mỗi con người, kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò đó là ngày đầu tiên đi học. Kỷ niệm ấy càng đáng nhớ, hạnh phúc hơn khi tôi có mẹ bên cạnh. Tiếp theo, ở phần thân đoạn, ta sẽ đi kể lại kỷ niệm với người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần. Kèm có thể sử dụng một số gợi ý sau đây. Đêm hôm trước ngày khai trường, mẹ đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho tôi. Ngày đầu tiên đi học, tôi cùng mẹ đến trường, vừa đi vừa trò chuyện với mẹ. Khi mới bước chân vào trường, tôi bỡ ngỡ, vui sướng, xen lẫn hồi hộp, lo lắng. Tôi không biết mình sẽ làm gì và sẽ như thế nào khi không có mẹ ở bên. Mẹ ôm tôi vào lòng, âu yếm, động viên. Ngày hôm đó đối với tôi thật dài, tôi thấy rất nhớ mẹ và cần mẹ. Cuối cùng, ở phần kết đoạn, ta cần nêu ý nghĩa của kỷ niệm và tình cảm đối với người thân. Đồng thời, chúng ta sẽ có phần liên hệ bản thân. Cô có một số gợi ý sau. Mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của tôi, là ngọn đèn soi sáng mọi con đường tôi đi. Tôi sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ luôn tự hào về tôi. Từ hướng dẫn trên, chúng ta bắt tay vào viết bài. Các em chép phần này vào tập vở nhé. Cô có một ví dụ về đoạn văn cho các em như sau. Trong cuộc đời mỗi con người, kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò đó là ngày đầu tiên đi học. Kỷ niệm ấy càng hạnh phúc hơn khi tôi có mẹ bên cạnh. Đêm hôm trước ngày khai trường, mẹ đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và chiếc cặp in hình siêu nhân mà tôi rất thích cho tôi. Tôi sung sướng ôm cả gia tài của mình đi ngủ. Sáng hôm ấy, tôi cùng mẹ đi đến trường. Đường phố hôm nay thật đông vui và nhộn nhịp. Ngôi trường tiểu học Phan Chu Trinh cũng dần dần hiện ra trước mặt. Trong sân trường, người đông như hội, tôi ngại ngùng quấn bên chân mẹ, chẳng nỡ rời. Mẹ ôm tôi vào lòng âu yếm. Con lớn rồi mà, từ hôm nay con đã là học sinh lớp 1, hãy tự tin lên nào. Lễ khai giảng bắt đầu, một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Tôi không khóc, nhưng nước mắt cũng rơm rớm quanh mi. Buổi khai giảng đầu tiên trong đời học sinh mới long trọng làm sao. Thầy hiệu trưởng đọc lời khai giảng năm học. Sau đó thầy gửi lời chào thân thương tới học sinh lớp 1 chúng tôi. Kết thúc buổi lễ, mẹ đã đợi sẵn tôi ở cổng. Ríu rít như chim non, tôi kể cho mẹ nghe những chuyện về ngày khai trường. Cho đến bây giờ, những hình ảnh ấy vẫn hiện nguyên vẹn trước mắt tôi. Những lời động viên của mẹ đã giúp tôi tự tin và trưởng thành hơn trên hành trình gian nan này. Mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của tôi, là ngọn đèn soi sáng mọi con đường tôi đi. Tôi sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ luôn tự hào về tôi. Sau khi hoàn thành đoạn văn, chúng ta đối chiếu với đề bài, xem đoạn văn đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu hay chưa. Như các em thấy đấy, đoạn văn của cô đã đảm bảo hình thức đoạn văn. Cô đã viết hoa chữ cái đầu tiên và lùi đầu dòng. Cuối đoạn có dấu chấm câu ngắt đoạn về độ dài từ 150 đến 200 chữ. Như cô đã nói ở trên, đoạn văn của các em cần đạt độ dài từ 15 đến 20 dòng. Tuy nhiên, ở đây số chữ trong một dòng của cô khá lớn, khoảng 20 chữ, nên số dòng của cô có thể ít hơn, nhưng đoạn văn của cô vẫn đảm bảo độ dài. Các em cũng lưu ý, không viết vượt ngoài khoảng 150 đến 200 chữ quá nhiều nhé. Đoạn văn của cô đã viết theo phương thức biểu đạt chính là tự sự với giọng kể chuyện, bám sát nội dung kể lại kỷ niệm với người thân.
Cô đã kể lần lượt các sự việc xảy ra trong ngày đầu tiên đi học của nhân vật tôi. Đó là đêm hôm trước ngày khai trường, mẹ đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và chiếc cặp in hình siêu nhân mà tôi rất thích cho tôi. Sáng hôm ấy, tôi cùng mẹ đi đến trường. Mẹ ôm tôi vào lòng âu yếm. Kết thúc buổi lễ, mẹ đã đợi sẵn tôi ở cổng. Đoạn văn của cô có sử dụng dấu ngoặc kép trong từ gia tài. Từ gia tài thường được dùng với nghĩa là tài sản của người thừa kế hoặc của cải của một người hay một gia đình. Ở đây từ gia tài được dùng với nghĩa đặc biệt, chỉ sự thích thú đến tột độ, coi như món quà quý giá mà mẹ đã dành cho nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đi học. Ngoài ra, cô còn sử dụng dấu ngoặc kép ở một số công dụng trong các câu khác. Tuy nhiên, trong chương trình học này, chúng ta chỉ tập trung vào công dụng đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường thôi nhé. Như vậy, đoạn văn của cô đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài. Nếu bạn nào thiếu một trong những yêu cầu kể trên, thì tức là đoạn văn của bạn đó chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài và chắc chắn khi cô chấm điểm, các em sẽ khó mà đạt được điểm tốt. Các em lưu ý phần này nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển qua phần tìm hiểu văn bản. Trước khi đi vào bài học, cô mời các em cùng xem đoạn video sau đây. Xem xong video, như các em thấy, hạnh phúc đối với chàng trai trong video là được sống và giúp đỡ mọi người, là được nhìn thấy mọi người xung quanh đều rạng người hạnh phúc. Còn với các em, đâu là điều thực sự làm nên hạnh phúc? Chúng ta cùng tìm hiểu văn bản chiếc lá cuối cùng và tìm câu trả lời cho riêng mình nhé. Ta chuyển qua phần B lớn, hướng dẫn đọc mở rộng theo thể loại. Văn bản chiếc lá cuối cùng. Ta đi vào phần một lá mã, tìm hiểu chung.
Trong các tiết học đọc hiểu hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về thể loại truyện thông qua hai văn bản là Gió lạnh đầu mùa và Tuổi thơ tôi. Kèm nhớ lại đặc điểm của thể loại truyện. Truyện là một loại tác phẩm văn học sử dụng phương thức kể chuyện bao gồm các yếu tố chính như cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, vân vân. Truyện được tạo nên từ các yếu tố sau. Thứ nhất, đó là chi tiết tiêu biểu, là chi tiết gây ấn tượng mạnh với người đọc, góp phần tạo nên hình tượng nghệ thuật gợi cảm và sống động trong tác phẩm. Tiếp theo, đó là ngoại hình nhân vật, là những biểu hiện đặc điểm bên ngoài của nhân vật qua hình dáng, nét mặt, trang phục. Ngôn ngữ nhân vật là lời của nhân vật trong tác phẩm, nhận biết về hình thức qua các dấu hiệu như câu nói đặt thành dòng riêng, có gạch đầu dòng hay câu nói đặt trong dấu ngoặc kép. Tiếp theo là hành động của nhân vật, là những động tác, hoạt động của nhân vật, những hành vi, ứng xử của nhân vật. Và cuối cùng là ý nghĩ của nhân vật, là những suy nghĩ của nhân vật về con người, sự vật, sự việc. Như vậy, khi tiếp nhận một văn bản, nếu văn bản nào đảm bảo đầy đủ các yếu tố này thì nó sẽ thuộc thể loại truyện. Chính các yếu tố này đã tạo nên sức hấp dẫn và lôi cuốn riêng cho thể loại truyện. Hôm nay, cô trò ta tiếp tục đọc vở rộng theo thể loại văn bản chiếc lá cuối cùng. Cô đã dặn dò các em về chuẩn bị bài. Tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em đọc mở rộng nhé. Chúng ta chuyển sang phần hai la mã tìm hiểu chi tiết. Các em thân mến, chiếc lá cuối cùng là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài đã đem đến cho chúng ta bức thông điệp về tình thương và sự sống, tình bạn bè, tình chị em, tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh của các họa sĩ trong câu chuyện làm cho người đọc tin yêu hơn vào lòng tốt của con người. Các em có thể nhìn những hình ảnh phía bên phải minh họa cho chuyện. Hình ảnh đầu tiên đó là nhân vật John C. đang nằm thoi thóp, tuyệt vọng bởi căn bệnh viêm phổi quái ác. Hình ảnh thứ hai là giây phút người nghệ sĩ tài hoa bơ mơn đang sáng tạo ra kiệt tác chiếc lá cuối cùng. Hình ảnh thứ ba mang ý nghĩa kiệt tác mà cụ bơ mơn ký họa lên tường trong đêm mưa gió đã cứu vớt tâm hồn John C., đưa cô trở lại với tình yêu cuộc sống. Trước khi đọc, chúng ta theo dõi phần tóm tắt nội dung truyện ở sách giáo khoa trang 18. Chiếc lá cuối cùng được trích từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Mỹ O. Henry. Câu chuyện kể về cuộc sống chật vật của hai nữ họa sĩ trẻ là John C. và Sue. Họ ở trong khu nhà trọ dành cho người nghèo phía tây công viên Washington. Sống ở tầng dưới là cụ Berman, người họa sĩ già, hơn 40 năm qua vẫn theo đuổi mơ ước vẽ một bức tranh kiệt tác. Cụ sống qua ngày nhờ công việc ngồi làm mẫu vẽ cho những họa sĩ khác. Vào một mùa đông, John C. bị chứng viêm phổi, nghèo túng và bệnh tật khiến cô nghĩ đến cái chết. Nằm trên giường, qua khung cửa sổ, John C. đếm từng chiếc lá thường xuân còn lại trên cây bám vào tường gạch với ý nghĩ lúc nào chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì cô cũng sẽ lìa đời. Đoạn trích dưới đây thuộc nửa sau của tác phẩm. Văn bản này chúng ta sẽ đọc diễn cảm, chú ý phân biệt lời nói của nhân vật với lời kể của người kể chuyện. Vừa đọc vừa kết hợp xem hình minh họa, chú ý để suy luận, liên hệ, kết nối khi đọc văn bản. Bây giờ cô và các em cùng đọc bài nhé. Khi hai người lên tới gác trên thì John C. đang ngủ. Sue kéo tấm mảnh mảnh xuống che kín cửa sổ và ra hiệu cho cụ Berman sang ngủ bên cạnh. Sang đến nơi, họ ngoái ra ngoài cửa sổ, sợ sệt nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lúc, không nói gì. Một cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng lẫn với tuyết đang đổ xuống. Cụ Berman mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh, trong tư thế một tay thợ mỏ già, ngồi trên cái ấm đun nước lật úp giả làm một tảng đá. Sáng hôm sau, dù tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một giờ, thì thấy John C. đang mở to cặp mắt thẫn thờ, nhìn tấm mảnh mảnh màu xanh đã keo xuống. Kéo nó lên, em muốn xem, cô thể thảo ra lệnh. Dù làm theo một cách chán nản, nhưng ô kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Tuy ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa. Chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cành,
cách mặt đất chừng 6 thước. Đó là chiếc lá cuối cùng, Sonsi nói. Em tưởng chắc nó đã rơi đêm qua rồi. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em cũng sẽ chết. Em thân yêu, Su nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối. Nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa thì hãy nghĩ đến chị. Chị sẽ làm gì đây? Kèm hãy tiếp tục đọc hoàn thiện phần văn bản này nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn tự kiểm tra phần chuẩn bị bài của các em thông qua phần hướng dẫn đọc trong sách giáo khoa trang 20. Các em hãy đọc yêu cầu trong sách giáo khoa trang 20. Yêu cầu là dựa vào bảng dưới đây và mục tri thức đọc hiểu. Hãy hoàn chỉnh các câu trong cột thứ nhất về các yếu tố của truyện và chỉ ra những đặc điểm ấy trong văn bản chiếc lá cuối cùng ở cột thứ hai. Ở đặc điểm đề tài, chúng ta thấy thể loại truyện đề cập đến mọi mặt của đời sống con người và trong văn bản chiếc lá cuối cùng, đề tài truyện là viết về cuộc sống chật vật, nghèo khổ của những người họa sĩ nghèo và tình thương yêu giữa họ, đó là Su, Jonsi và cụ Bơm Bơm. Tiếp theo, về đặc điểm chi tiết tiêu biểu, chúng ta phải chọn lựa những chi tiết gây ấn tượng, cảm xúc mạnh cho người đọc, góp phần tạo nên hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm. Có thể kể đến một số chi tiết tiêu biểu trong văn bản, đó là Jonsi ốm nặng và nghĩ mình sẽ chết khi chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân rụng xuống. Su hết lòng chăm sóc Jonsi. Mặc mưa tuyết, chiếc lá vẫn không rụng, hình ảnh chiếc lá khơi dậy khát vọng sống của Jonsi. Bác sĩ đến thăm, nói với Su là nếu Jonsi được chăm sóc chu đáo, cô ấy sẽ thắng. Kế đó, ông xuống lầu thăm một bệnh nhân khác là họa sĩ Berman bị sưng phổi. Jonsi khỏi bệnh, Su báo với Jonsi là cụ Berman đã chết vì sưng phổi. Để truyền niềm hy vọng sống cho Jonsi, cụ đã hy sinh tính mạng của mình khi dầm mưa tuyết vẽ chiếc lá thường xuân thay thế cho chiếc lá thật cuối cùng đã rụng xuống. Kèm thấy đấy, các chi tiết này xoay quanh nỗi bất hạnh đau khổ của các họa sĩ. Một số chi tiết nói đến kiệt tác chiếc lá cuối cùng của cụ Berman. Nó đã giúp Jonsi hồi sinh sau cơn bạo bệnh. Hình ảnh chiếc lá cuối cùng đã trở thành một hình tượng nghệ thuật sống động, góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Về đặc điểm ngoại hình, hành động của nhân vật, chúng ta sẽ tìm những biểu hiện, đặc điểm bên ngoài của nhân vật, những động tác, hoạt động, hành vi, ứng xử của nhân vật với người khác. Trong chiếc lá cuối cùng, có thể tìm ra một số chi tiết nói về ngoại hình, hành động của nhân vật Jonsi. Ví dụ như ngoại hình là cặp mắt to, thẫn thờ, hay hành động là ra lệnh cho Su kéo tấm mảnh lên để nhìn chiếc lá cuối cùng, ngồi dậy nói với Su cho ăn cháo và sữa va rượu vang, hay vui vẻ đan một chiếc khăn tròn len. Tiếp theo, về ý nghĩ của Jonsi, ta phải tìm những suy nghĩ của Jonsi về con người hay sự vật, sự việc nào đó. Ví dụ, miêu tả trực tiếp, cô nghĩ mình sẽ chết khi chiếc lá thường xuân rớt xuống, nhận thấy mình thật tệ khi chiếc lá thường xuân vẫn sống bền bỉ bất chấp mưa tuyết, còn mình lại yếu đuối chỉ nghĩ đến cái chết. Hay miêu tả gián tiếp, qua hành động ngồi dậy Si Su cho ăn cháo và uống sữa, qua đó ta thấy niềm hy vọng sống trong Jonsi bừng dậy mãnh liệt. Chúng ta thấy Jonsi là một cô họa sĩ trẻ tài năng, giàu ước mơ và khao khát. Nhưng đáng buồn thay, cô lại mắc căn bệnh viêm phổi mãn tính, một căn bệnh mà trong thời kỳ đó người ta không thể nào chữa trị. Jonsi cũng nghèo khổ và cô mất niềm tin ở tương lai. Cô đã buông xuôi cuộc đời mình cho số phận, phó mặc đời mình theo chiếc lá thường xuân và nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô rời xa cõi đời. Khi Jonsi đang chờ đón cái chết của mình thì cô bỗng tìm thấy niềm tin. Chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân mãi không rụng xuống khiến cho Jonsi trở nên kiên cường. Cô bắt đầu có niềm tin, nghĩ rằng mình có thể sống sót và khỏe mạnh trở lại. Chính niềm tin đó đã giúp Jonsi vượt qua bệnh tật. Bên cạnh đó, hình ảnh cụ Berman với kiệt tác đời mình cứ đọng mãi trong lòng người đọc về những giá trị nhân văn hết sức cao đẹp. Cụ là một họa sĩ nghèo, tuổi đã già, sống một mình ở tầng dưới cùng căn hộ với hai cô họa sĩ trẻ. Cụ Berman vô cùng lo lắng khi biết bệnh tình của Jonsi. Tối hôm ấy, dù thời tiết thật khắc nghiệt, gió mưa dữ dội, nhưng bằng tình thương, bằng tài năng, cụ đã vượt qua tất cả để hoàn thành tác phẩm Chiếc lá cuối cùng. Chính vì nó mà Jonsi đã hồi sinh trở lại, giúp cô thoát khỏi suy nghĩ muốn tìm đến cái chết và cô đã lạc quan yêu đời, khao khát sự sống trở lại. Nhưng người đọc càng nghẹn ngào khi biết rằng sau đêm ấy, cụ Berman đã mắc bệnh viêm phổi rất nặng và qua đời ngay sau đó vài ngày. Nhân vật cụ Berman thật đẹp, thật cao cả, là một nghệ sĩ chân chính và giàu tài năng. Hay nói đến nhân vật Su,
Ta càng thêm xúc động trước tình bạn cao quý của cô với Sonsi, về tình người ấm áp hiếm hoi trong xã hội ấy. Chính vì chung sở thích cùng với sự yêu nghề đã gắn hai cô bạn trở thành một đôi bạn thân thiết. Họ thuê chung phòng và làm bạn với nhau. Và trước tình trạng bệnh nặng, bế tắc cả về thể chất lẫn tinh thần, Su vẫn tận tình chăm sóc, khuyên bảo bạn và sau đó còn trách cứ Sonsi về cái ý nghĩ bi quan đó. Cuối cùng, chính lòng tốt và sự kiên nhẫn của Su đã góp phần chiến thắng những ý nghĩ bi quan của Sonsi. Tình thương và sự chăm sóc của Su đã giúp Sonsi thắng được bệnh tật và thắng được những yếu mềm. Chúng ta chuyển qua phần ba la mã tổng kết. Về nghệ thuật, chuyện gây ấn tượng mạnh bởi nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần. Từ đầu văn bản, Sonsi cứ như ngày càng tiến gần đến cái chết, nhưng tình huống bỗng đảo ngược vào lúc chuyện gần kết thúc, Sonsi trở lại với lòng yêu đời và bệnh tình thoát khỏi cơn nguy hiểm. Đó là một lần đảo ngược tình huống. Còn cụ Bơ Mơn đang khỏe mạnh như vậy, chẳng ai ngờ đến cái chết của cụ được thông báo vào lúc chuyện gần kết thúc, đó lại là một lần đảo ngược tình huống. Và cái điều đó đã khiến nhân vật trong truyện cũng bất ngờ và độc giả cũng bất ngờ không kém. Kết cấu truyện chặt chẽ và sáng tạo nhiều chi tiết bất ngờ hấp dẫn như vậy đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới độc giả. Về nội dung, chiếc lá cuối cùng ca ngợi tình bạn thủy chung cao quý, nhắn nhủ mọi người biết yêu thương con người, hãy biết hy sinh vì sự sống của con người. Su và cụ Bơ Mơn là hai nhân vật bổ sung cho nhau để làm nổi bật tình cảm cao đẹp ấy. Hai họa sĩ này tuy khác nhau về tuổi tác nhưng lại có chung một nỗi lo lắng là làm sao được cứu sống được Sonsi. Su đúng là một người bạn thủy chung, già nàn hoạn nạn cũng không bao giờ bỏ rơi Sonsi, hết lòng chăm sóc chữa trị cho cô ấy. Và cụ Bơ Mơn, bằng tài năng, cụ đã vẽ nên kiệt tác của mình, cũng chính là bức tranh cuối cùng để mang lại cho Sonsi niềm tin yêu cuộc sống. Cả Su và cụ Bơ Mơn chính là điểm tựa tinh thần để Sonsi vượt lên số phận. Họ đều là tự trưng cho lòng nhân đạo cao cả, tình yêu thương giữa những con người với nhau. Nhưng thông qua bức vẽ cuối cùng, tác giả còn muốn nói với chúng ta về mục đích và nghĩa cao quý của nghệ thuật. Đến phút cuối cùng, khi không định làm nghệ thuật, nhưng vì mục đích giành lại sự sống cho một người, cụ đã hoàn thành kiệt tác của mình trong một hoàn cảnh khác thường. Tác phẩm của cụ trở nên bất tử vì nó hiện hình trong sự sống của một con người. Và qua đó, tác phẩm thể hiện tấm lòng nhân đạo, tinh thần nhân văn của nhà văn O'Henry. Có một tình đời trong chiếc lá, đó là bức thông điệp mà O'Henry muốn gửi gắm qua truyện ngắn của mình. Qua đó, nhà văn đã ca ngợi tình yêu thương, tình bạn thiêng liêng, cao quý đã giúp con người vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp biết bao tình bạn chân quý như vậy. Đó là câu chuyện của hai cậu học trò Minh Hiếu, Tất Minh trong hành trình 10 năm cõng bạn đến trường. Cô mời các em theo dõi đoạn video sau đây. Giữa dòng đời xô bồ, ngày ngày đối mặt với những khó khăn và toan tính, người ta nhắc nhiều đến sự cho đi, luôn kèm nhận quyền lợi nào đó. Có lẽ bởi vậy mà khi cặp đôi học trò Minh Hiếu, Tất Minh, trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa, suốt 10 năm liền cõng nhau đến trường, bất kể nắng mưa, bất kể giông bão, người ta bỗng thấy, sao mà kỳ diệu quá. Hai cậu học trò cứ dần gắn bó một cách nhẹ nhàng như thế, dần trở thành điều quen thuộc, như hơi thở. Để rồi sau 12 năm, công đền sách không phụ hai cậu học trò khi cả Minh và Hiếu đều đạt trên 28 điểm, không môn nào dưới 9 trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Khá nghèo với điện của Hiếu bị báo, là bà Hiếu cũng báo điểm lại cho em. Hai đứa đều 28 thì đều cười, có điện thoại. Thường đi là do ước mơ từng muốn được trở thành bác sĩ để giúp đỡ được nhiều người, thế là giúp đỡ được người bạn thân nhất thì ông là bạn Minh ấy. Ngày xưa là ôn lời diễn sinh học nhưng mà khi bắt đầu vào ôn thi đại học thì em thấy là ngành khối B mình nó không phù hợp nên là em quyết định sẽ chuyển sang khối A. Cái ước mơ của em là có thể trở thành được một kỹ sư của ngành thông tin. Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu đều sinh ra trong gia đình làm nông, có bố làm công việc tự do, nay đây mai đó, còn mẹ làm thuê công ty cách nhà hàng chục cây số.
Tất Minh bị khuyết tật bẩm sinh từ lúc mới chào đời, với hai chân bị liệt, một tay bị co quắp, không thể cử động được. Tính quan trọng là học tính. Đấy. Nếu không học tính thì không thể không để tạp gì mà kiên trì để mà liên bản tới trường. Không phục là yếu của một tính cách rất riêng của tôi. Nếu bạn có thể chạy một mạch trên đôi chân thì mình chạy bằng ý chí, làm việc đó hàng ngày, bất kể nắng mưa hay bao lần phải ngã nhào trên chiếc xe lăn. Đó là thứ tinh thần mà chúng ta cần có trong mọi thứ trong cuộc đời này. Vẫn sẽ ổn thôi nếu mình đi chậm, hoặc đôi khi có thể là người về đích phía sau. Nhưng quan trọng, cậu không bỏ cuộc. Đó là lý do vì sao chúng tôi nghĩ dù đi đâu, mình vẫn sẽ sống tốt và sẽ có những người tốt giúp đỡ cậu học trò này. Không phải vì thương Minh khuyết tật, mà là vì sức mạnh tinh thần của cậu lan tỏa đến những người xung quanh. Kèm thân mến, câu chuyện của Minh và Hiếu như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về một tình bạn cao đẹp không vụ lợi. Thời gian tới, dù phải xa nhau hay vẫn bên cạnh cõng nhau đến trường, thì tình bạn ở cả hai vẫn sẽ vãi vẹn nguyên như vậy. Bởi như lời khẳng định chắc nịch của cả hai, vạn sự đều có khởi đầu và kết thúc, chỉ có tình bạn là bên nhau mãi mãi. Các em thân mến, cuộc sống là muôn vàn những khó khăn trắc trở. Không ai có thể biết điều gì đang chờ đợi ta trước mắt. Giống như thiên nhiên, có mùa ấm áp, có mùa nắng nôi, có mùa bão giông chớp nổi. Vì vậy, trong mọi hành trình cuộc sống, ta luôn cần có một người bạn thân bên mình, luôn quan tâm và chia sẻ. Bạn là người luôn đồng hành cùng ta, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và khó khăn. Bạn là bờ vai để ta dựa vào khi yếu lòng, là cánh tay giang rộng khi ta sai lầm và biết sửa chữa, khi ta cảm thấy cuộc sống này thiếu nghĩa. Tình bạn là một món quà thiêng liêng và cao quý mà chúng ta cần trân trọng. Coi trọng tình bạn, nó sẽ đơm hoa kết trái và nảy nở mãi mãi không tàn lụi. Vậy các em đã trả lời được câu hỏi đầu bài học chưa? Điều gì thực sự làm nên hạnh phúc? Chắc hẳn mỗi em đã có câu trả lời cho riêng mình. Cô mong rằng các em luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống để chúng ta cùng vươn tới những chân trời mới, tự tin bước vào tương lai nhé! Để củng cố nội dung bài học, cô có một trò chơi như sau. Trò chơi có tên Em tập làm thủ môn để cổ vũ và khích lệ tinh thần những chiến binh luôn hết mình trên sân cỏ vì màu cờ sắc áo Việt Nam của chúng ta. Nhiệm vụ của các em là chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án để đưa bóng vào khung thành, ghi bàn cho đội tuyển của chúng ta. Ta cùng bắt đầu chơi nhé! Câu hỏi đầu tiên, dấu ngoặc kép có những công dụng nào? A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. B. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai. C. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san, v.v. được dẫn. D. Tất cả các phương án trên. Chắc hẳn các em đã tìm ra câu trả lời phải không nào? Đáp án là D. Tất cả các phương án trên. Yeah! Như vậy chúng ta đã ghi được một bàn thắng vào lưới của đối thủ. Dấu ngoặc kép có tất cả những công dụng vừa nêu trên. Câu hỏi số 2, dấu hiệu nhận biết đoạn văn là gì? A. Đầu đoạn viết thường, sát lề. B. Do nhiều đoạn văn tạo thành. C. Gồm nhiều câu tạo thành, biểu đạt một nội dung trọn vẹn. Đầu đoạn viết hoa, lùi vào đầu dòng. Cuối đoạn có dấu ngắt đoạn. D. Phải có câu chủ đề. Cô xin chúc mừng các bạn có câu trả lời C. Dấu hiệu nhận biết đoạn văn là gồm nhiều câu tạo thành, biểu đạt một nội dung trọn vẹn. Đầu đoạn viết hoa, lùi vào đầu dòng, cuối đoạn có dấu ngắt đoạn. Chúng ta tiếp tục làm thủng lưới đối phương với câu trả lời này. Chiếc lá cuối cùng rụng hay không rụng có ý nghĩa như thế nào? A. Nếu chiếc lá ấy rụng thì cô sẽ không tiếp tục vẽ nữa. B. Chiếc lá rụng hay không sẽ quyết định số phận của cô.
C. Nếu chiếc lá rụng thì cô sẽ rất đau khổ. D. Cô không còn quan tâm đến chiếc lá cuối cùng nữa. Với câu này, chúng ta sẽ chọn phương án nào nhỉ? Đó là phương án B. Chiếc lá rụng hay không sẽ quyết định số phận của cô. Ta thấy chiếc lá cuối cùng vẫn bám trụ lại cành cây, khiến cho Yoshi trở nên kiên cường. Cô bắt đầu có niềm tin, nghĩ rằng mình có thể sống sót và khỏe mạnh trở lại. Và chính niềm tin đó đã giúp Yoshi vượt qua bệnh tật. Câu hỏi cuối cùng. Qua câu chuyện chiếc lá cuối cùng, em hiểu thế nào là một tác phẩm nghệ thuật được coi là kiệt tác? A. Tác phẩm đó phải rất đẹp. B. Tác phẩm đó phải rất đồ sộ. C. Tác phẩm ấy phải có ích cho cuộc sống. D. Tác phẩm đó phải rất độc đáo. Chắc hẳn các em đã tìm ra câu trả lời. Đó là C. Tác phẩm ấy phải có ích cho cuộc sống. Một tác phẩm nghệ thuật thực sự có giá trị khi nó phải có ích cho cuộc sống. Như kiệt tác, chiếc lá cuối cùng của cụ Berman đã cứu vớt tâm hồn Yoshi ngay ở những giây phút cô tuyệt vọng nhất, giúp cô chiến thắng bệnh tật và lấy lại tình yêu với cuộc sống. Chúng ta tiếp tục ghi thêm một bàn thắng. Chúc mừng các em! Như vậy, nội dung ghi bài của các em trong tiết học hôm nay như sau. Ở phần A, viết ngắn, cô đã hướng dẫn các em các bước viết một đoạn văn kể lại kỷ niệm với người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần. Cô cũng đã đưa ra gợi ý, dàn ý và đoạn văn tham khảo cho các em. Ở phần B, hướng dẫn đọc mở rộng theo thể loại, chiếc lá cuối cùng. Cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu các yếu tố của thể loại truyện trong văn bản chiếc lá cuối cùng. Qua đó các em cũng rút được bài học, thông điệp mà tác giả Oenri muốn gửi tới người đọc. Các em bấm nút dừng màn hình và chép nội dung này vào tập nhé. Các em thân mến, qua tiết học ngày hôm nay, các em đã biết cách viết đoạn văn trong một tình huống giao tiếp thực tế có sử dụng dấu ngoặc kép. Đồng thời, các em cũng nhận diện được các yếu tố của thể loại truyện. Đặc biệt, chúng ta đã học được bài học về sự yêu thương, sẻ chia với mọi người với những số phận bất hạnh. Về nhà, các em hãy hoàn thành viết đoạn văn kể về kỷ niệm với người thân vào tập vở. Đọc thêm bài viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc. Và chuẩn bị trước bài Những cánh buồm, mây và sóng. Tiết học đến đây là kết thúc. Các em thân mến, một mùa xuân mới tươi vui rộn ràng sắp về. Nhân dịp năm mới sắp sang, cô xin kính chúc gia đình các em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các em.